Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Canh đầu cá hồi nấu ngót hay canh cá nấu cà cần, một món canh ngon mà lại dễ nấu. Với vị chua nhẹ của cà chua thơm kết hợp với đầu cá hồi béo ngọt và vị thơm của canh tàu làm cho món canh có hương vị rất hài hòa. Các bạn có thấy tô canh hấp dẫn không ạ? Vào bếp thôi. Mình sử dụng một đầu cá hồi loại vừa, miếng thơm nhỏ, 3 trái cà chua và rau canh tàu, hành, tỏi, ớt, muối, đường, hạt nêm, tiêu, nước mắm và tương cà. Mình rửa đầu cá hồi với nước có pha muối và chút giấm. Hỗn hợp này sẽ khử mùi tanh đặc trưng của cá hồi. Cá thì người bán đã làm sơ cho mình rồi, về các bạn rửa vài nước cho sạch rồi ngâm qua nước giấm muối pha loãng. Cạo sạch những vảy còn sót lại. Nhớ lấy sạch mang cá còn sót lại và cả máu bầm, những phần này rất là tanh. Xong rồi thì mình đem đi xả sạch vài nước. Vậy là mình đã có đầu cá hồi sạch sẽ, dưa băm, hành, tỏi. Mình dùng một nửa hành tỏi băm ướp vào cá, một nửa để lát phi thơm. Ướp vào cá nửa muỗng cà phê hạt nêm, xíu tiêu. Trộn đều và ướp ở đây 15 phút. Trong khi chờ cá thấm, mình đi cắt cà chua. Đây là cà chua ta đó các bạn, rất là ngon. Bột nhiều nhưng không bị chua gắt. Nấu canh thì mình cắt muối cao như vậy nè. Cần tàu cắt khúc. Canh này nêm cần tàu rất là hợp đó các bạn. Đối với thơm, mình sẽ cắt lát mỏng. Vậy là chuẩn bị xong hết rồi đó các bạn. Đi nấu thôi. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ áp chảo cá với lửa trung bình. Áp chảo như vậy sẽ khử được mùi tanh của cá và khi nấu cá không bị nát đó các bạn. Cho cá ra dĩa và cho vào chảo 1 muỗng canh dầu, phi thơm hành tỏi nãy mình để lại. Hành tỏi vàng thơm rồi, cho cà vào. Mình xào cà qua như vậy, cà sẽ tiết ra màu đỏ rất là đẹp. Nêm vào cà nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh tương cà. Muối và đường giúp cho cà mềm và dịu ngọt hơn. Đảo qua vài cái cho muối đường tan. Các bạn đừng xào cà nát quá nha. Mình sẽ nấu canh với 1 lít 2 nước. Nước nóng già rồi, mình thả cá vào. Như vậy thì cá không bị tanh đó các bạn. Để lửa trung bình cho sôi nhẹ. Thấy bọt thì các bạn vớt sạch nhé. Nấu 5 phút cho cá chín. Sau đó thì mình thả thơm vào. Nấu thêm 2 phút rồi mình cho cà chua vào luôn. Nêm vào 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê hạt nêm. Hòa tan gia vị và nêm thêm 1 muỗng cà phê nước mắm để dậy mùi thơm. Thả vào thêm vài trái ớt, tắt bếp và nêm cần tàu. Như vậy thì sẽ giữ được màu xanh của cần tàu. Vậy là xong rồi đó các bạn. Múc canh ra tô và thưởng thức. Mình rất thích vị cần tàu, nêm canh rất là thơm luôn. Đầu cá hồi mình dùng nấu canh sẽ rất là ngọt nước và béo. Trang trí một nhánh cần tàu. Vậy là đã xong một tô canh đầy đủ màu sắc và nhiều dinh dưỡng. Nhớ thêm một chén nước mắm có ớt nha. Vậy là mình đã nấu xong canh đầu cá hồi nấu ngót. Nếu các bạn thấy ngon thì hãy làm thử nhé. Mến chào và hẹn gặp lại.